Ngay sau khi được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu, tân Tổng bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo trong nước quốc tế. Trả lời câu hỏi của phóng viên về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ kế tục công cuộc này. Thời gian tới, xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục mạnh mẽ như thời gian vừa qua. Phát biểu tại cuộc họp báo, tân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Song trước yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên cấp bách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của nhân dân, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trước hết là chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, việc bầu chức danh Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng quy định điều lệ Đảng, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và quy định về công tác cán bộ của Đảng. Đây cũng không phải là vấn đề mới. Trong lịch sử Đảng ta cũng đã bầu Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ đối với đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Khả Phiêu. Quá trình chuẩn bị giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chức danh, quy trình theo quy định của Đảng. Trân trọng cảm ơn đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, xe chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện khi tham gia giao thông là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp hủy hoại công trình giao thông, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Đây cũng là nội dung trọng tâm luôn được Bộ Công an chỉ đạo Bộ Công an các địa phương tập trung xử lý để xe quá khổ, quá tải không còn là nỗi ám ảnh trong mỗi người đi đường. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Thanh Hóa. Phương tiện xe ben này tự ý cơi nới thành thùng lên tới khoảng 60cm nhằm thực hiện hành vi chở hàng hóa quá khổ, quá tải vượt mức cho phép. Tuy nhiên, hành vi gian dối này ngay lập tức đã bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và buộc phải cắt thành thùng xe trở lại nguyên bản, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định. Thực tế, trước những nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông từ xe quá khổ, quá tải gây ra, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã nắm địa bàn, thực hiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời chốt chặn tại các tuyến đường có nguy cơ xe quá khổ, quá tải lưu thông. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp vi phạm. Xe chở đá từ Đồng Thắng về trên Thọ Phú, chở được hơn 6 khối. Xe thì nói chung là xe nhỏ nhỏ này thì xe nào thì nói thật là cũng quá tải cả. Các phương tiện xe tải như thế này có thể chở quá tải đến hơn 100%, dù biết vi phạm có thể gây hư hại đến hệ thống đường giao thông và xử phạt rất nặng, nhưng vì lợi nhuận, nhiều lái xe vẫn bất chấp vi phạm. Qua thực tế, nếu không chở quá tải thì cũng không có lời, thì cũng có biết, nhưng mà bây giờ chả biết làm sao được. Quá khổ quá tải thì gây ra tình trạng hư hỏng nền đường, thứ hai nữa gây mất an tai nạn cho mình và cho mọi người, có gây hư hại nền đường, kết cấu hạ tầng nền giao thông và gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, nhằm xử lý triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trên địa bàn, đơn vị đã tăng cường bố trí lực lượng tại nhiều tuyến đường trọng yếu như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 47, qua đó không để bỏ lọt trường hợp vi phạm, đồng thời áp dụng biện pháp nghiệp vụ để phát hiện nhanh trước những hành vi né tránh tinh vi của các lái xe vi phạm. Công tác xử lý phương tiện vận tải hàng hóa, trong đó là có cái chuyên đề xử lý quá khổ quá tải và vi phạm kích thước thành thùng, thì là một trong những trọng tâm mà xuyên suốt từ lâu nay Phòng Giao thông triển khai. Bên cạnh cái công tác tuyên truyền, ký cam kết và kiểm soát ngay từ đầu nguồn, thì lực lượng giao thông chúng tôi đã có những cái biện pháp nắm tình hình triển khai quyết liệt, và chúng tôi quan điểm là cương quyết xử lý nghiêm túc cái hành vi tải trọng và kích thước thành thùng. Thì lực lượng giao thông thì tuần tra kiểm soát thì chủ yếu là công khai. Vì vậy cho nên là các lái xe khi chạy trên đường nhìn thấy lực lượng thì thường có những cái việc là thông tin cho nhau để né tránh khắc phục cái việc đó.
thì chúng tôi ngoài công tác nắm tình hình, biết được quy luật của các phương tiện, thì chúng tôi cũng có những cái biện pháp thay đổi để bất ngờ có thể kiểm tra. Thời gian qua, dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác xử lý xe quá khổ, quá tải, nhưng trước lợi ích, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải và các lái xe vẫn sẵn sàng bất chấp chở hàng hóa vượt tải trọng hoặc cơi nới thành thùng. Hệ lụy là gây ra không ít vụ tai nạn giao thông thương tâm và là nỗi ám ảnh cho người đi đường. Và cái này thì Bộ Công an thì đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung xử lý cái hành vi này. Đây là một cái hành vi mà sẽ xử lý thường xuyên trong tất cả thời gian trong năm cũng như các địa bàn. Và bên cạnh công an các địa phương xử lý thì Bộ Công an cũng đã giao Cục Giao thông thành lập các tổ công tác phối hợp với các cục nghiệp vụ trực tiếp xử lý ở các cái địa bàn trọng điểm. Rõ ràng, việc xử lý kiên quyết, thường xuyên đã tạo tính răn đe sâu rộng. Tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, di chuyển trên các tuyến đường đã giảm đáng kể. Thế nhưng, để kết quả đạt được dài lâu, chắc chắn vẫn phải có những biện pháp kiên quyết hơn nữa để xe quá tải không còn là những hung thần xa lộ. Từ lâu, những chiếc đèn giao thông có đồng hồ đếm ngược đã trở thành thành phần không thể thiếu tại các nút giao thông ở nước ta. Thời gian gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm bỏ đếm thời gian ngược trên đèn giao thông tại một số các nút giao. Động thái này nhằm giảm thiểu các hành vi vượt ẩu, nâng cao ý thức của người dân. Thế nhưng câu hỏi đặt ra, liệu nó có thật sự đem lại hiệu quả hay sẽ gây bất tiện, trở thành con dao hai lưỡi, dễ gây tai nạn cho người đi đường? Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Ngã tư Phạm Văn Bạch, ngõ 9 quận Cầu Giấy, hàng ngày có hàng ngàn phương tiện lưu thông qua lại. Tại đây, chỉ mất khoảng 45 giây chờ đèn đỏ, thế nhưng nhiều người vẫn vội vã, bất chấp nguy hiểm cố vượt đèn đỏ, đè vạch dừng xe. Nhiều người làm ngơ trước việc có đèn đếm tín hiệu, thậm chí còn vô tư sang đường khi hàng chục xe đang lưu thông. Bất bình trước những vi phạm này, nhiều người cho biết ủng hộ áp dụng việc bỏ đếm ngược tín hiệu. Mình thấy như thế rất là tốt. Tốt hơn là mình để cái đèn đếm ngược. Mọi người đi là không nhao nhao lên trước. Và để cho chúng ta bắt đầu khởi động một cách đó nó có nhịp nhàng hơn. An toàn. An toàn tránh vượt ẩu đèn đỏ đấy. Trái ngược với việc ủng hộ, nhiều người dân bày tỏ quan điểm nên giữ đèn đếm ngược tín hiệu. Việc có bộ đếm ngược cho phép người tham gia giao thông có thể chủ động điều chỉnh tốc độ, căn chỉnh thời gian, khoảng cách cần thiết với các phương tiện khác khi dừng đèn đỏ. Thêm vào đó, tại nước ta nhiều đèn có tình trạng hỏng, sai lệch tín hiệu. Nếu không có đèn đếm ngược rất dễ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là những nơi có mật độ giao thông lớn và đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra các tai nạn giao thông. Nói chung là bất tiện. Thường thường đi đến nhìn thấy những cái thời gian thế người ta có thể căn chỉnh được để đi. Nếu không căn chỉnh được là cứ tắt đây là dễ mà lao vào nhau lắm. Để cho ai? Thì để phương tiện đi lại để không các đường đèn không bị đánh nhau. Ý thức thì của bên mình, nước mình thì cũng chưa cao ấy. Hầu như là người ta toàn phóng nhanh vượt qua thôi. Đấy. Còn có thời gian thì nó sẽ dễ kiểm soát được hơn. Nhưng mà nhiều vị trí mình thấy là đèn nó cái thời gian ấy nó không chuẩn. Tức là nó báo về không rồi nhưng mà nó vẫn chưa chuyển. Nó cũng khá bẫy cho các người đi đường. Đề cập đến vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông cho rằng việc thí điểm bỏ đèn tín hiệu đếm ngược là cần thiết. Tuy nhiên, cần thời gian để thí điểm, đánh giá một cách chi tiết hiệu quả đem lại. Việc mà thí nghiệm một số ngã tư ở thành phố Hồ Chí Minh tôi cho là cái việc làm cần thiết. Và từ cái việc làm đó, chúng ta phải rút ra những cái số liệu thống kê cần thiết, phải không ạ? Xem cái xác suất như thế nào. Ngã tư mà bỏ cái đèn đếm ngược và ngã tư thường thì các cái chỉ tiêu nó như thế nào? Sau một tháng hay sau thời gian bao lâu đó chúng ta tổng kết lại và chúng ta rút ra cái ưu cái nhược của từng cái một thì là có thể là đưa đến cơ quan chức năng có thể đưa đến kết luận cuối cùng là có nên bỏ hay không bỏ hoặc là vẫn như cũ. Thì theo tôi cái này là cái mà cơ quan chức năng cần phải có một cái lộ trình và có một cái đề tài giống như một cái đề tài khoa học vậy. Để ta nghiên cứu ta rút ra kết luận cuối cùng. Có thể thấy, việc bỏ đếm ngược đèn giao thông vẫn còn nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Thế nhưng, cần nhìn nhận thực tế rằng đây chưa phải là vấn đề cốt lõi, quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Nếu ý thức kém,
dù đèn giao thông có hiển thị hay không, thì các hành vi vi phạm an toàn trật tự giao thông vẫn sẽ xảy ra và gây nguy cơ tai nạn giao thông.